xuân thiên ni cung phụng lòng tin bái đạo cung thỉnh mời tiên thánh lai đạo đàn đề duyên thiên tiên cung thỉnh mời đến nhất nó thiên tiên bạn phóng chí thắng sẽ loan sang ngự về thôn quê trong đất phủ dày vẫn có thôn quê nghĩa tiên bản họ nhà lê mâu cải trần cốt cách thanh tân hình dòng đi cốt cách thanh tân đi mười năm định ra kết hôn nhân xứng tùy lâu hương xa nhiệt pháp giới mong mân chi phật tài ngồi tất sao văn tỳ sư kết tường vân thanh nghỉ vân chư phật niệm toàn thân nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát sa loan thanh gia hồi cung đệ nhị chúa tiên na cung thỉnh mời thanh mẫu đệ nhị chúa tiên ni tích xưa sinh thanh nga trên đền đông ni tuông nhan sắc khác thường nghìn dòng nhan sắc ni khác thường dã danh đòi một hỷ vương ni vẻ tươi là thắm thơ bài xiết bao là thắm mê thơ bài lòng trinh không đổi một vài gia xuân xin đan hải gặp lũ nhiệt minh hương gia du tử mẫu lương vô hương hỏa nội đắc thanh lương chi tâm kim tướng nhất chu biến thập phương nam mô nhang cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô nhang cung giảng bồ tát ma ha tát sa loan thanh gia hồi cung thanh mẫu đệ tam mi thỉnh mời thanh mẫu đệ tam sinh lân lòng nữ ngữ miền thoại cung sớm kết loan phòng kính xuyên nề sớm kết nề loan phòng nề thảo mai tiểu thiếp mê đẹp lòng nề gieo oan chẳng xét ngay gian nơ kính xuyên tràng chẳng xét nó ngay gian nề và người nỡ đi lập thàn nơ sau đảnh giới định chân ngang phân cõi xung thiên thượng đệ tử kiên thiêng hiện tại kim lô phong mạnh khắc nhân luân từng biến mang thập phương tích nhật xa du biến nạn tiêu tai trương nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma ha tát sa loan thanh gia hồi cúng nhị đại hoàng tông vương cô đôi tên gọi cô đại hoàng cô thông minh trí tuệ sửa sang trong chiều trên non đảo đùng đi đùng đi gió cuốn cuộn cuộn đi dòng đi bay lâu đài cát đi mình chính cung đào tiên đi đầy lộc đi non bồng đi khai hoa vương mộng thầy ninh
sau xa đôi nhìn trước nhìn mình. Truyền văn các quan vương vô vị, truyền văn các quan tả cơ hữu đội, lương ban đám đạt lệnh truyền văn võ lui hàng. Dòng nhan khai quang thập cờ rìa quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung giả, kim phục hoàng thân còn đánh chúa tiên trung vương. Văn sớm sắc lên tường lai số đẹp kim ngân, vương cô vị tống đôi chép biên rảnh rảnh phi cho đôi chữ trưởng sinh. Nhị tư trang sinh thế cho nhị tư trang sinh, đa tài đa lộc hiển vinh đời đời, thế cho dũng mạnh kháng cự. Thái hậu đặt tên Mỹ tử đệ nhất là cô Quyền Thanh, cô đệ nhị Đại Hoàng. Trong chiều có giặc Phạm Nhàn, vương cô ra sức dẹp an trong ngoài. Ông ngụ lão kết ni duyên lành ni chọn đạo quân ni vương, đăng giang ni nghị tiệc ni đã vang một nhà vinh hiển ni và ban ni yên ni lành. Phút ni trông thấy mây ni rồng, gió chuyển đi
trói ra về cũng ngự chốn đi thiên đi thai có đi phen đi cô ra lâu đài mấy ngày mắt phương thực đi người thì thần tiên có phen lên vạn an kiếp bạc trời vừa cô ra về bảo lộc trần thường tới đâu thời ấy kinh hồn ba phương kiếp mi vía phạm nhàn đi đạp mình tấu vương cô về tới thiên đình về tới thiên đình độ thương đệ tử phục tình làm mê tôi vương cô mê đệ nghị có ai tài ơi thì ai tài vương cô đi thì ai tài tìm này coi sóc trong ngoại quân xung thành ra hồi cung đất tiên quang trung linh dục tu thạc cái tử địa thế tự nhiên thường có con khấu đầu tịch đức long mẫu nương tương nguyên xưa giá ở thiên thảo ngôi cao điện ngọc mà giáng sinh cõi giáng sinh cõi phàm đất tuyên quang non tiên suối hạt thác cái từ tọa lạc danh lam nhớ xưa tích ni cổ hồng bang hoang nguồn nước đi thiết lập điện sang miền tung lũng lô giang nước dày thác cãi từ đồng nghi phủ uy nga
rừng sâu núi thẳm tứ bề. Đừng lấy lưu truyền Nam mê ba các lúc ni các hương khấu đầu. Cưỡi trên minh yên hoa này bạch tường ni thì phép tàng hình hỏa tốc quy linh ni thần thông thang cai chúa ngàn hồ ly quỷ mi khiếp mi phục tòng. Ba cái bát ni tộc tổ ti hộ lang ni tùy phục ngai rồng tiên đạt thì thư khăn ni miên theo hồng. Vang lừng các xã đi cười lai sáng từ dùng dựng lên tam bảo độ chi mười phương tháng hai ngàn vang danh mi sử tích tiên chúa bà đích thực mi mẫu tiên mà lòng mẫu nương nương man di man mỏi khắp các nơi châu về ngũ tiêu giao cảnh tiên vị thì giao các nơi thắng cảnh danh lam xin từ suối lùng trước gậy voi xô bắc lề nên đeo bao xa ai quang sông nhan kỳ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích kim phục hoàng thân khởi chúa thiên trung vương đi cá ba tay khói mê mang sừng
vàng, đem cho trăm họ giàu sang đi đời đời, đem cho trăm họ thì đời đời giàu sang. Đốt 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 đi lên món nên sáng soi khắp miền trần gian. Miền này tuyên quang, soi sông Nam Việt, soi về tuyên quang, soi sông Nam Việt, soi về miền tuyên quang, soi về miền tuyên quang, soi về miền tuyên quang. Cho lắm về định cho càng nhiều, bạn đi cho dài nhất sạc nhiều, bông lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Chân gian con nhang khói cùng thường, 30 mùng 1 ngày người thứ hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Người chim hót líu lo, tung cánh bay nhớ như như sao đón. Mừng xuống vào vì lai giang đi trung tâm. Đồ cho người trần gian còn nhất tâm. Đồ cho người trần gian còn nhất tâm. Bạn đồ cho người, người tuyết quang còn nhất tâm. Thủ tiêu giao cảnh tiên mây bị
bên kia miếu đỏ, có khi bà lại về tới ăn cỏ lều tranh. Sai quân chú lệnh dạy thú rừng biết nói, dù con lá cây yếm thử đôi giời. Đêm thanh luyện phép mát đường đài cao, sang nơi đồng đình. Thấy con lính quê Lâm Ba Thượng Hòa, cảnh dừng đi ra đích thực đi thường du hồi. Bên thác còn núi tuyết mịt mù, lệ giang cố chấn hùi, vẫn du hiểu tình. Thành ra hồi cùng tiếp ban loan tình mời con lớn đệ tử, muốn con trời cai ngự tiên cung. Chói chói mê sắc rồng nề vũ phong, chói chói sắc rồng thiền quan mỹ đệ tử uy hùng, thì dậy vang chuyện đời phương trên rời dưới đi đất đi nghỉ qua đi thông
chi. Đạo Phật đi chuyển xa cầu ôn đêm mi bắc ngân hà. Liệt hạt đi tính đầu đi bầy xa đi ngang trời. Khai quang song nhan thâm cơ diệu, quan về chiếu từ trung ngã tích tăng cúng giả kim phùng hoàng thân còn thánh xua tiên sung vương. Song ngát khai quang thập cơ diệu, quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cúng giả kim phùng hoàng thân còn thánh xua tiên sung vương. Khả năng tân xã ân từ bi lân bẩn súng sinh, cung ngã kim đỉnh lệ song nhan tập cờ diệu quang biên chứng sớ văn. Văn sơ tiến dâng thường lai sớ điệp kim ngân ngài về tâu đôi, xếp biên dành dành phế cho đệ tử bình an. Bát nhã kinh ba la mật ni sanh cam lồ tẩy sạch ni quần sinh. Chốn thiền môn ông lớn dốc chi tu hạnh quán đường lục đạo
cứu dân độ đời. Phật giàu sang nỗi khổ đi với niềm vui, giàu sang là số mệnh tại trời hay đâu nhân quả do người thì tạo nên. Quả tốt làm việc ta thì khó lọt thiên la, phúc phần ấy chính tại ta gieo mầm nhân nghĩa được nở hoa muôn đời. Ngôi đệ tư thần cơ bậc nhất ni đấng thiên tài phẩm chất thượng cung, vì dành cái thế anh hùng công minh chính trực mà lẫy lừng bốn phương. Ô minh giới minh vương mày thập điện đô phong thành hành tiện khi quan, vì dành quan lớn rừng vàng sổ vàng bút đi ngọc chép biên mi rõ ràng. Kim đệ tử tâm hương mi phục nhiên, khói ngào ngạt ứng hiện tường vân, hào quang ngũ sắc kim lân, thị quan đệ tử giáng trần ngự chơi. Thành ra nhân đánh thượng ngàn dương văn thánh sầu đi nhìn trên ngàn đông nghi cuông tuần khoan ni sáng nghi đàn hôm nay trên ngàn gió quấn rung cây cao.
đi gánh ngang. Đồi khắp núi cao trèo ra núi đỏ, thánh bà trèo vào ngàn xanh. Ở trên ngàn tôi tú anh linh nhì à, ý à. Xanh dương dạ phấn nhị hương, hoặc phấn nhị hương tô điểm màu xa. Ý à, 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 à. Hát ca mi vang lừng, cắt đứt từng đời bạc lại sáng từ trung. Ý à, 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 à. Suối rừng kim ngân hai sao tiền dâng, ba mì đâu nơi chép biên dành dành. Tăng ai được thoáng bên lầu, một màu son sắc tốt đi tươi dườm già. Lên ngàn lên trên nhà lắm quả nhiều hoa, sầu bà đốt đuốc vào xa mi sớm chiều, sầu bà đốt đuốc sớm chiều vào xa. Chiều soi bên đồ
sao. Tính 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 là đang tính, mây bay đứng trời mây lặng lờ trôi. Tính 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 là đang tính, băng qua đèo từ Đông Quốc bà về đây, từ Đông Quốc bà về đây, xin Đông Quốc về đây. So tiền tốt lựa dày, bồng lộc so lắm về đây so càng nhiều. Bạn đi so dài nhất sang yêu, bồng lộc so nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Sân sàn con nhang khói phụng thờ, 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm, 30 mùng 1 hôm rằm 14. Non bồng vô cát đình rồng, chơi sông cá sông thao lần đi giờ đi. Vượt mùa tốt sao ngày đứng mây gió, rằng sao a lững lờ, rằng sao a lững lờ đón được đi nhà. Vai quầy lắc hoa y hi y à, 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 à. Nóng buồn vai quầy lắc hoa, đông cung tuần quán bà vào xa chơi mời. Khi đánh văng cứ lúc lại im rời. Ra hồi cùng cái chốn rừng xanh ấy bảo hà, cái chốn đi rừng xanh ấy thổ nung thổ mát đi quy đầu làm tôi. Hóa phép trên trời thanh hoàng, hoa phép minh trên trời, hải môn mi bốn bể khắp nơi. Ý nghĩ quyền hạnh sắc phong chính hiệu hoàng đôi, 12 mi cửa bể mọi nơi. Ý nghĩ đi về bát hải mi
trí tề con vua bát tài thủy tề long thần này hoàng cưới si tề thì sớm khuya bây giờ có sớ dâng lên vua cha mày giáng chỉ hạ truyền thì phán ra con bái thịnh hoàng về đèn ngang khuya sớm mê khói ngang phụng thờ chân kinh nghe có chữ nam mô khải quang song nhan thâm cơ diệu hoàng về chiếu từ trung ngã tích tăng cung giả kim phụng hoàng tân cả bách chúa tiên sung vương giọt chén rượu đào nhị tuần dâng lên bì ngọc để các cô dâng mời là bởi rước quan hoàng sư các cô dâng mời rước quan hoàng sư để tay tiên các cô chúc chén tam bôi dâng lên bệ ngọc nghề các cô dâng vào là vào rước quan ninh hoàng sơi các cô dâng vào là vào rước quan hoàng sơi tài tử văn trần thế có mấy ai là chi kỷ
một ba nhà, một ba nhà, một chung tử kỳ. Ngồi sườn non mới ngồi sườn non, ngẫm nghĩ cả thì sực nhớ chữ trung gian dương chiếu. Ngẩn điệu đàn mảnh dây tơ, ngẩn điệu cờ tiên bi nước vẫn vơ thanh rượu lưng bồng chưa cạn mà đã say cuộc hạnh lạc dăm ba bạn các chi tang tang bồng hồ dễ nam nhi chi cái công danh, cái công danh là cái nợ nần nặng nề thay cho hai chữ quân thần đạo vi tử. Vì thần đâu có nhẹ, bát đại thủy tề con đi vua, con vua bát đại thủy tề sắc đề phong chính ý hiệu ông hoàng đôi trên ni mà thành ra hồi cung vâng nhật nguyệt đi soi đường chính đạo lược vàng thôn đi xét kẻ ngày gian. Thân kỳ mì đầu số đoá phù dung nghi đường đỏ tốt tươi thành tân sắc nước hương trời, thành nghi tân sắc nước hương trời. Tân sắc nước hương trời đã trong yêu kính nghỉ lại ngoài cần chuyên lối đung nguyên ngày tường nâng giấc ví so bằng vàng ngọc bóng giả nghỉ bảo tân
chợ cô tề ra lên ngón hai thuốc về nhà cũng luyện đàn phổ tiên dược thần kỳ đầu số đất tuyên quang già trẻ con đội ơn ý à, người như núi như non giọt đời giữ tấm nghĩ tấm lòng son vì đời bao cơn vật đổi sao rời cô lánh bụi trần về cõi hư không nghĩ nhân dân con đi kỷ niệm nhớ công lương thu cảnh đi ngọn bồng thiên thai tiền cô bé cô chân miên bắc cái khen ngược xuôi qua lại khúc cung núi dùm đẹp đẹp trùng trùng ngàn xuôi trong muôn khúc đồi thông mi dườm ra điệp điệp trùng trùng suối trong muôn khúc nghỉ đồi không dường già đêm canh búng nghiền ra bề lái mặt nước xanh thẳng lối tanh trèo tiếng cười khúc khích hò reo dâng nhang lê mẫu tòa thiếu nhiều nhã nhạc hát ta mi vang lừng những tiếng cười cố lai giác từ trung dâng lên tam bảo độ trì mười phương cố sai thập nhị cố thiên hàng cắt điều ao thăm dịu dàng là xâm giặt nết na ưa nhìn lừa duyên duyên lại bèn duyên đạo đồng thờ thánh đã nguyện bấy lâu nay thành tâm bát nước mây cười trầu thịnh tiên cô bé minh lương cô ngự về anh sông ngô mai về bể sờ trốn tùng lâm quê ở thiên thai có phen
từ cảnh bồng lai. Khi ra nơi quyết khi cô vào áng mây, dễ ai hay hiền hình tiên tướng. Các cô nàng ngày tháng tiêu dao, cây cao bóng mát nghỉ ngơi, tìm người thanh lịch ấy thời là nhân duyên. Dầu hay là cánh ngọc y, tay cô vương cánh tiên trước tám thai ngũ ngạc mây an tiền sắc thanh mê gió mát. Sáng nay cô ngự đồng tuần ta cùng đi hái hoa rồi thu con chạy qua trên đồi cây cao, tìm lượt đến chốn vườn bào hái được thứ quả thực là chín thơm. Tuy rằng đường xa cô vẫn tươi cười, lên trên tỉnh Bắc cô hái được 10 quả lê. Sớm chiều cá vàng tay khơi mê bạc sừng vàng, đất do xăm họ giàu sang đời đời, muôn dân con ghi nhớ ơn người. Nhớ tin cô bé miệng cười xinh xinh, nhớ tin cô bé miệng cô cười xinh xinh. Tiếng cô xuống xuôi khi cô tới mà Bình bé được trái ổi độc đình là ổi bo, tiên cô vào chùa hương tích cô hai nho, quanh quanh đường suối nước bườn đò cô đi hái bơ. Qua sông hoặc cánh đôi bờ rồi cô bãi mốt lên bờ cô vào làng, đi vào làng cát giả cô hái vàm, cô về Hàm Yên cô hai cam tứ thời. Tiên buông tiên xa khơi, cô về Thanh Hóa là nơi mới trồng dừa, hái dừa lại cô nhớ đến dừa. Cô về Nam Định cô hái dưa hấu đường, dưa gan đi dưa chuột bái dương, dưa đề quý nhất cho đường Chí An. Xe loan sang tới tỉnh Hà Nam hái được thứ quả, cô sang chơi hòa bình. Cô tìm cô tìm mà được quả quýt xinh, quả quýt xinh. Xong cô về mà vẫn tình cô bẻ roi, bẻ roi. Xong cô về tới núi Voi, bẻ chanh bẻ quất tìm tòi cô bẻ sung. Cô lên tới phủ Đoàn Hùng, bẻ mật bẻ bưởi ở vùng Cổ Yên. Xe loan xe loan cô sang tới tỉnh Hưng Yên, cô sang tới tỉnh Hưng Yên. Bẻ được trùng nhãn ngược miền Sơn La, cô tìm luôn được nắm dâu già hồng bì quất đẹp, là nơi có dứa nhiều. Mình tìm luôn tìm đi luôn, xuôi mắm mê xuôi tiêu,
thì đều học chi thế lại có nhiều giống cầu. Ngày hôm nay tiến có cố mới vào chầu trước kinh vương mẫu, sau hầu cố minh lương. Thành ra hồi cùng bản đền dâng văn thanh cậu bé xong bản đền đôi tay nâng bức mảnh đào tùy tâu. Tiệc ngày cha, tháng ba là tiệc mẫu ý, gần xa ý, nô nức lòng. Bắc sang đông đi chấm đồng, hết bắc sang đông nam tay nghìn nữ tu nghi chấm đồng, chấm đồng nghi chẳng tha ý. Đền xem ra đệ tử đen ngang thế nào cầu đi tô mẫu thiên tào. Khải quang dòng nhan thâm cơ diệu cầu về chiếu từ trung, đã tích tăng cúng giảng kim phụng hoàng gần toàn bách chúa tiên sung vương. Cơ là cơ cao thật mình là cao, tính rằng là tay tiên các cô chúc nghe chén rượu rời dâng nhất tuần sư nâng lên bể ngọc các cô dâng mới là bời xước cầu u sơi á sơi á sơi. Tính để tay tiên giọt chén rượu đào toàn á dâng lên bị ngọc các cô mới dâng bởi là bởi rước cầu sơi, rước cầu sơi. Để tay điên các cô chung nghe chén rượu rời, ta mi chung nghe
tam trung dâng lên bệ ngọc các cô dâng tới là bời xước cầu cô sơi á sơi á sơi á sơi xước cầu sơi. Mát cùng là trăng thanh nghe đào tiên chuốc diệu thơ thân ngâm nga mãi vui chơi cậu hoàng ơi xen diệu cuộc má cờ xen diệu cuộc cờ đi mãi vui chơi cậu hoàng ơi xen diệu đi cuộc đi cờ khi xem hoa nở chờ trăng lên đêm đông trường đêm đông trường gió mát cũng là trăng thanh nghe bỗng dưng có khách bên đình sang chơi bỗng dưng có khách bên núi dù sang chơi tiệc cha đi tục truyền là tháng tám tiệc cha tháng ba tiệc mẫu gần này xa nô nức lòng nhất phẩm trên đời nhất phẩm trên đời cậu đẹp cha nhất phẩm trên đời cậu đẹp cha nhất đi phẩm đi trên đời chẳng dầm tháng tám như người trên cung tiên nhạc ngựa phi đề vang xa vang xa vang xa vang xa nhạc ngựa nhạc ngựa phi đề ra roi quất đường cầu ra roi quất đường cầu ít mấy hồi cùng nghe cậu trở ra về mỗi giấc thì ai mang theo hóa thì ai bắt con ngựa mà bạch để ai chăm tối nay trở ra về gối xếp cô nhất vàng theo hoặc cô đôi phát ngựa mà bạch cô bé chăm thì ra hồi cung câu nở nụ cười chia tay người trần gian hẹn đến vẫn sau cầu tôi lại về hẹn đến vẫn sau cầu ơi đừng quên nhé chúng con mong chờ cầu sớm về đây chúng con mong chờ cầu sớm về đây được vẫn chưa tàn cũng rung cầu từ vui diều không say cầu say không văn đàn tiền bầu tan tan tiền vua xa tàng tan say hồi nhân gian tiệc sắp tan rồi xin cậu cậu cứ ung dung ngồi để cùng vặt con dâng lời ca tiếng hát mừng cầu ngữ vui thanh văn ca cầu thương thanh tâm cầu thương thanh cầu vất vả nhất tâm cầu thương văn đà chúng con vất vả cầu thương thanh cầu vất vả chăm lo việc thần việc thanh đi chu viên chúng con mong chờ cậu về đến đây chúng con mong chờ cậu về đến đây